Chào các anh em đang xem miền Tây Sula ha. Nay là tối ngày thứ sáu, ngày 23 tháng 9 2022 anh em. Mình lại tiếp tục lên đơn ha. Nãy giờ cũng làm được mấy phát anh em. Cặp đèn trụ cổng giá 2 triệu 2 một cặp 3 tấc vuông. Gửi cho anh Nguyễn Trường Xuân ha. Nhận là chị Anh Thư rồi đằng kia. Có một cái cặp MK kim cương ánh sáng vàng đá trên dáng anh em thấy không? Kế cái tivi đó. Đó cũng mới gói xong để trống. Cặp MK kim cương ánh sáng vàng. UFO nha anh em, 1.130.000 cái, cặp đó là 2.260.000. Phí ship khoảng vài chục ca thôi. Lúc trước phí ship nguyên mấy như cái này đi. Lúc trước phí ship cả 100.000 á, hoặc là 100 mấy luôn á, cái cục một đống này nè anh em. Nhưng mà bây giờ không có đâu, bây giờ rẻ rồi ha. Anh em mua trong thời điểm này anh em phí ship là ngon lành ha. Mà không phải thời điểm này nữa, từ nay trở về sau. Mà để có được cái phí ship như thế này á là một tháng anh em phải gửi 300 đơn, 400 đơn. Đó. Và cái shop của mình là rơi vào cái tình huống tuyệt vời đó mọi người. Có nghĩa là mình được một tháng nhiều đơn. Này nè, mốt của nó nè. Sao lấy cái đó? Đó thì cái shop của mình là rơi vào tình huống là một tháng mình gửi có khi 500 đơn một tháng mọi người. Cho nên là bưu điện cho mình một cái sự ưu đãi, gọi là ưu đãi mà VIP anh em. Bây giờ mình vô bưu điện là cái phí gửi của mình là chắc không ai có đâu, đảm bảo luôn ha. Trong huyện là chỉ nó dành ưu đãi đó cho người hay người thôi chứ không có nhiều. Đấy, những người mà bán hàng mà giống như là gửi thường niên, một ngày gửi mười mấy 20 đơn rồi kia nè. Đó thì phí ship quá tốt, anh em mua an tâm lắm ha. Thì bây giờ trở lại với hàng của chúng ta. MK200 giá 1.130.000 cành hoa. Gửi cho anh Nguyễn Trường Xuân ha. Mà người nhận là chị Anh Thư. Nói chung là cái này với hai cái trụ cổng đó là cùng một người ha, cùng một người, nhưng mà mình quay chung cái video không được. À, mình quay chung cái video anh coi, em coi rồi, vừa coi trụ cổng vừa coi MK nhức đầu lắm, cho nên là mình tách riêng video. Thì MK200 này bây giờ thời điểm này á, anh em nào đang muốn mua cái này thì mua lẹ đi. Sau này thứ nhất là sẽ lên giá nè, thứ hai á, là anh em lay quay tìm những cái đèn khác coi chừng là bị hớ đó. Còn cái đèn MK200 này ha, đảm bảo với anh em là ánh sáng rất là tốt luôn ha, ánh sáng cực kỳ tốt luôn. À, tuần rồi mình có nhận được một cái lời khen của anh Công, mà anh khen gọi là khen không tiếc lời luôn. Anh nói lấy hai cái MK của em về gắn lên rồi rất là tuyệt vời, rất là hài lòng, rất là vừa ý. Anh nói là vài bữa nữa anh quay lại anh mua nữa. Đó, nhà ảnh đã xài rất là nhiều đèn năng lượng rồi, nhưng mà anh gắn hai cái MK của mình gửi cho ảnh, ảnh cảm thấy cực kỳ, ảnh phấn khởi cực kỳ luôn. Rồi hồi trưa này nè, có một anh nhận được một cái đèn 1000W của mình anh em, JD 1000W 2.250.000 á. Anh khen qua điện thoại mà anh khen không tiếc lời luôn. Anh nói cái đèn sáng khủng khiếp, bỏ tiền ra thật là, anh tên gì quên rồi ta, anh tên gì mà anh ở miền Trung nè. Anh nói bỏ đồng tiền 2 triệu mấy ra không bao giờ đáng tiếc với cái đèn CD 1000 hết mọi người. Anh khen không để mình bấm vô cái nút ghi âm, mình kêu anh nói lại lần nữa. Đấy, nghe rất là sướng cho cái người bán nè, sướng cho cái mặt hàng nữa. CD 1000W 2.250.000 gửi tay anh test cái, anh nói quá quá là tuyệt vời luôn ha, quá quá là ok luôn. Đấy thì dưới đây 1.500 khỏi lo rồi, nó sáng nửa công đất luôn ha. Đấy thì giờ trở lại với cái đèn. Tấm pin này là tấm pin 40W nha, tấm pin 40W. Đấy anh em thấy không? Tấm pin 40W. Đấy, dài rộng thì chắc mình đo hoài anh em cũng biết rồi. Mình nhắc lại nha, anh em nào muốn mua MK200 thì thời điểm này mua lẹ đi, để mai mốt nó lên giá đó mọi người ha. Tại vì hàng này chất lượng quá trời. Anh em thường bán cái này 1.3 triệu 4 gì đó, còn mình bán có 1.1 triệu 30.000, anh em không mua không biết mua ở đâu giờ. 6 tấc rưỡi chiều dài ha, chiều ngang là 3 tấc rưỡi ha. Còn đèn nè, đèn á là chiều dài là 3 tấc rưỡi nè, chiều ngang á là 3 tấc 15 ha, 3 tấc 15 nha anh em. Ôm hai em chạy anh trả nó gì, 3 tấc 15. Đấy thì tấm pin 40W, bộ pin lưu trữ 42 Ah, 600 con SMD 5730 nha, 600 con. Thân thì nhôm nguyên khối ha, nhôm nguyên khối. Và mình đảm bảo với anh em một điều là cái đèn này khỏi chê về độ sáng. Đấy. Cái người bán nào dám nói như mình không mọi người ha? Người bán nào dám nói vậy không? Nè. Đó MK200 bên mình nè anh em. À, nhiều anh em nói tao đã mua đèn 200W rồi, đèn năng lượng 200W không sáng đâu mày ơi này kia. Đó là ảnh mua cái nào á. Đó, nói chung là cái watt không quan trọng đâu. MK200W là hoàn toàn là không bao giờ có chuyện đó ha. Anh em xài là sẽ hài lòng ngay lập tức. Đèn này treo ngoài sân cũng được, trong nhà cũng được, chỗ ăn cơm cũng được, chỗ xem tivi cũng được, lặt rau cũng được, bắt sâu cũng được ha.
treo cổng thì quá quá là sang trọng luôn, có hơn 1 triệu một chút thôi, 1.130.000 cành hoa nha. Anh em thấy nó sáng ghê không, bắt sâu được luôn á. Đấy, thì cái đèn này thì mình quảng cáo ít thì anh em chắc cũng hiểu nhiều, tại vì mình bán cái MK200W này trên kênh nhiều lắm anh em ơi. Thì MK là còn ngoài cái này hot ra, nó còn cái MK75 hot lắm anh em, nhưng mà MK75 giờ hết hàng luôn rồi, giá 750 mà giờ không có hàng, công ty MK giờ cũng không còn cái nào để bán cho người ta nữa, không còn luôn đó. Cho nên là anh em nào đam mê thì ráng bỏ thêm miếng tiền nữa, chúng ta chơi cái MK200 luôn ha, chơi cái MK200 luôn. MK75 giờ không có hàng, không có hàng lấy đâu bán, công ty còn không có, mà công ty lớn thì còn không có anh em đó, thì mình lấy đâu ra. Đấy, MK200 ráng ha, 750 lên 1.130.000, ráng xíu lấy cái này xài cho nó ghê nè. Đấy, sáng trưng không? Đấy, đã không em? Bởi vậy anh em nào mà đang thất vọng về đèn năng lượng mặt trời, mà muốn tìm những cái đèn mà sáng để lấy uy tín lại cho đèn năng lượng mặt trời đó, ngon lành, thì đây, đây nè ha, đây anh em đó, sáng trưng luôn, ánh sáng trung tính rất đẹp, ánh sáng này viết chữ ok nha, không có phải chá là, không phải sáng trắng đâu. Còn hồi chiều anh kia ảnh mua CD 1000, mà ảnh có tâm sự với mình á, là ảnh đổi lại anh lấy gương cầu lồi được không, tại vì anh biết gương cầu lồi ánh sáng đẹp, còn CD 1000 anh sợ sáng quá, chá quá, đặt ở trong nhà chá quá, không có đọc sách đâu được á. Mình nói với ảnh an tâm đi, ánh sáng nó đẹp mà nó sáng dữ lắm. Rồi anh nhận hàng là anh gọi lại cho mình liền, nhận hàng chắc anh thử rồi anh gọi cho mình liền, gọi với cái tâm trạng vô cùng phấn khởi luôn nha mọi người. Anh nói đúng là bỏ 2 triệu mấy ra là anh nói gì sao đó mà mình nghe mình còn thấy rất là mê. Bỏ 2 triệu mấy ra đáng, thiệt là đáng đó. Cái CD 1000 đó là nó bự thứ hai nó sáng, nhìn cái tấm pin nó không là thấy quảng hồn rồi, chà báo luôn đó. Ảnh khen không tiếc lời luôn, nghe rất là vui. 2.250.000 mà mọi người đâu có rẻ, phí vận chuyển cả 100.000 nữa đó anh em, phí vận chuyển chắc hỏng chắc 100.000 quá. Đấy, nó bự lắm ha, cho nên là mua những cái đèn đó thì thôi khỏi lo rồi nè. Cái đèn này nè anh em, tiết kiệm tiền, cái đèn này có nửa tiền cái đèn đó à, có nửa tiền à, mà nó sáng cũng ghê gớm mà ngàn đó, anh em thấy nãy giờ đó, thấy không đó, nửa tiền mua cái đó mình mua được 2 cái này luôn á, phải suy nghĩ ha. Thôi mình chào mọi người nha, hẹn gặp anh em ở những mặt hàng lần sau, đam mê liên hệ liền đó. Hàng thì mình bán nói thiệt với anh em chứ nhiều anh em nhắn tới mà nghe muốn đứt ruột luôn, nói kiếm đã đời mới ra cái kênh của anh, cái kênh anh bán rẻ thiệt đó, kênh anh bán giá quá tốt luôn, sao bán giá tốt vậy đó, nhiều cái comment đọc muốn rụng trứng luôn mọi người. Đấy, thì bán giá tốt lý do đơn giản thôi, tại vì công ty trách nhiệm hữu hạn có 2 thành viên thôi đó, đó thành viên đang đó, thấy không đó, còn đây thành viên đang đứng nói, không có mướn một ai hết, không tốn tiền mặt bằng, không tốn tiền nhân công, mà lại bán giá sỉ nữa, giá sỉ đại lý cấp 0 chứ không phải cấp 1 nha, đại lý cấp 0 nha anh em đó. Chiều cũng có anh kia ảnh comment vô, không phải comment, nhắn tin Zalo, ảnh nói tội nghiệp 2 vợ chồng không phải anh, rồi lộn chú bác 82 tuổi anh em, bác 82 tuổi, bác Nam Đặng ha, Đặng Nam gì đó. Đặng Nam hay Nam Đặng gì đó anh em, là 82 tuổi nha, bác nói thấy 2 vợ chồng làm thấy thương đó, thấy gì đó 2 chồng cắt mốt gói mỗi ngày đó thấy thương gì đó, bác ủng hộ hết lòng luôn. Bữa nay bác lấy một cái bàn chải MK, bác hẹn là bác nhận được cái đó là bác chơi một cái CD 8300 lời nữa. Bác 82 tuổi nha anh em. Đó, bác nhắn qua Zalo của mình vậy đó. Bán hàng nhiều khi gặp những người rất là vui vẻ lắm. Đó, sang trưng ha. Thôi, kết thúc video, anh em đam mê liên hệ mình nha.